từ khi mà tôi được ra trường xa đó thì cái đó lại làm cho tôi lại càng quyến rũ vào. Tôi thì tôi thích bản đồ, trước mặt tôi là hai cái bản đồ, một cái bản đồ Việt Nam một cái bản đồ California. Ngồi lặng thì bao giờ cũng nhìn thấy. Tôi thì tại sao tôi thích bản đồ là tại vì trên nó có cái hình ảnh của Việt Nam. Lần đầu tiên mình gặp nó là trong Costco có chừng mấy chục năm về trước rồi, không biết hồi nào. Nhưng mà khi mình gặp cái mình nhìn, tôi nhìn cái là tôi thích ngay. Thì đây là cái bản đồ của địa cầu của thế giới. Họ cần bằng đá thì Việt Nam là đây. Bằng đá Sa Cừ, bằng đá Cẩm Thạch rất đẹp. Đây Việt Nam là mình đứng ngay đây. Đây là quần đảo Trường Sa và đây là quần đảo Hoàng Sa chỗ này. Ông Peter Nguyễn Thế Phượng là một thiếu úy cảnh sát ngành tình báo Việt Nam Cộng Hòa, là người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc chiến Việt Nam. Chọn San Diego, California là nơi an cư lạc nghiệp sau khi rời khỏi Việt Nam năm 1975. Người thiếu úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ đây lại có một niềm đam mê khác, đó là sưu tầm những bản đồ cũng như nghiên cứu về biển đảo của Việt Nam. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tôi tên là Nguyễn Thế Phượng, tôi sinh ngày 10 tháng 10 năm 1952 ở Thái Bình. Đến khi Việt Nam chia đôi năm 1955 thì gia đình tôi di cư vào Trung Nam. Tôi ở Sài Gòn từ năm 1957-58 cho đến khi tôi ra khỏi nước Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 1975. Tôi sinh trưởng ở Sài Gòn, tôi lớn lên ở Sài Gòn. Tôi nhìn thấy chiến tranh thay đổi theo thời gian, những cái xung đột, những bom đạn, người chết. Tôi lần đầu tiên mà người chết ở trên đường phố Sài Gòn là đó là năm 1963, năm đó tôi 11 tuổi. Đảo cháy của Ngô Đình Diệm, rồi lính tráng chết ở ngoài đường. Năm đó tôi đã 11 tuổi rồi, thành thử ra tôi đã lớn lên ở trong cái không khí của chiến tranh trên đường phố. Đến năm 1972 thì tôi đi vào guồng máy chiến tranh của Trung Nam. Tôi trở thành một sĩ quan thiếu úy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Tôi làm bên khối đặc biệt tình báo E4 F42. Đến rồi câu chuyện gì đến thì phải đến. Chiến tranh chấm dứt, tôi rời Việt Nam trên tối ngày 29 tháng 4 trên một cái tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa từ Bộ Tư lệnh Hải quân ngay trên bến cảng Sài Gòn. Đấy là lần đầu tiên tôi được đi trên sông, trên nước. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được ra Biển Đông, nhìn thấy chiến hạm và tàu bè của hạm đội thứ 7 Hoa Kỳ. Tôi ghé vào Subic Bay ở đó mấy ngày. Sau đó máy bay chở đi qua Guam tiếp tế nhiên liệu, chở đến đảo Wake ở đó 2-3 tháng. Rồi sau đó chở tôi đến Camp Pendleton chỗ này, cách San Diego mình 100 cây số. Tôi ở đó đến khi tôi ra ngoài định cư và một sinh viên về thành phố Boulder, Colorado năm khoảng tháng 10 năm 1975. Tôi lớn lên ở trong đất Mỹ rồi thì có một dịp may thì tôi đắm chìm vào cái lịch sử của Việt Nam. Tôi mê lịch sử Việt Nam từ khi tôi đến đất Mỹ. Và đấy là cái điều đam mê duy nhất còn sót lại của tôi mà càng ngày nó càng lớn. Để đến một lúc nào khoảng tháng 5 năm 2013, tôi là một trong hai Việt kiều ở Mỹ được chọn vào và tham dự vào
đoàn công tác số 9 đi ủy lạo, làm việc với ủy lạo ở quần đảo Trường Sa. Từ đó, từ sau cái chuyến đi đó thì tôi bị cuốn hút bởi biển đảo. Tôi nghĩ lại Việt Nam, ngày tôi ra khỏi Việt Nam, tháng 5, tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam với tôi là một đất nước bị chia đôi từ vĩ tuyến thứ 17. Diện tích khoảng chừng 160.000 km vuông. Và 90% đất đai ở trên đó, ruộng vườn đều đã bị bom mìn và chất độc da cam. Và diện tích giản dị như vậy, vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu đó. Tôi được đi ra Trường Sa, được hiểu về biển đảo, được nói chuyện với anh em chiến sĩ ở trên đó. Thì riêng với tôi, và tôi nghĩ và tất cả mọi người ở đây, thì tôi nghĩ là chúng ta phải rất là cảm ơn, phải cúi đầu ngưỡng mộ cái thành quả mà người Việt Nam mình đã tạo được từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, đất nước thống nhất. Từ một cái diện tích nhỏ bé 160.000 km vuông ở trong Nam, mà những người dân của tôi, những người trong Nam của tôi biết, đến bây giờ 40 năm sau, Việt Nam là một quốc gia khổng lồ, có một cái diện tích, một quốc gia độc lập và trọn vẹn, và thêm một cái thềm lục địa khoảng 360 mấy ngàn km vuông. Việt Nam là một, nhờ những cái thành quả tốt, nhờ những sự cố gắng vượt bậc của nhà nước, người dân Việt Nam, mà bây giờ hiện tại Việt Nam nằm là một trong 15 quốc gia có những thềm lục địa to nhất thế giới. Thềm lục địa là gì? Thềm lục địa là cái phần đất nó thuộc về cái đất của mình. Ai có thềm lục địa nhiều nhất? Thì từ khi mà tôi được ra Trường Sa đó, thì cái đó lại làm cho tôi lại càng quyến rũ vào. Tôi thì rất thích bản đồ. Trước mặt tôi là hai cái bản đồ, một cái bản đồ Việt Nam, một cái bản đồ California. Ngồi lắm thì bao giờ cũng nhìn thấy. Thì tại sao tôi thích bản đồ là tại vì trên nó có cái hình ảnh của Việt Nam. Tôi sưu tầm những cái bản đồ thật nhỏ của Việt Nam ở đây. Và nhờ như vậy, và tại vì như vậy, thành thử ra tôi cố gắng tìm hiểu thêm về cái vị thế của Việt Nam ở Biển Đông, đặc biệt là gần đây bãi Từ Chính, bãi Phúc Nguyên. Đấy, bản đồ hồi nãy mình nhìn có cái nhà giàn bãi Phúc Nguyên. Việt Nam bây giờ cái hiệp định cái công ước UNCLOS năm 1982 thì Việt Nam đã tham gia ngay lúc đó. Người Thứ Anh là một Việt kiều đến ở Mỹ năm 1900, từ đầu mùa tôi biết là năm 1982 đó, thì là Việt Nam rất là nghèo, người Việt Nam rất là nghèo và nhà nước Việt Nam cũng rất là nghèo, nhưng mà họ rất là cố gắng tìm đủ mọi cách để đi vào tham gia cái hiệp ước đó, để làm một thành viên tốt và tranh đấu để bây giờ mình có được một cái thềm lục địa khổng lồ, một cái nguồn tài nguyên là rất là lớn. Quý vị nhớ thì là Trung Quốc họ cái thềm lục địa họ rất là nhỏ, họ chỉ có 200 ngàn km vuông thôi, và cái thềm lục địa của họ thì rất là nông và không có cái gì hết. Nhưng mà cái thềm lục địa Việt Nam thì ở ngoài đó nó có những hố trũng rất là sâu, và cái nơi đó là những cái nơi mà những cái hydrocarbon nó trầm tích lại rồi nó làm thành dầu hỏa, rồi nó làm khí đốt, làm đủ thứ, và cái hố đó nó rất là sâu và nó rất là to. Thì Việt Nam bây giờ sở hữu một khoảng tài nguyên rất là quan trọng. Thì chuyện Từ Chính bây giờ, mình nói có chuyện nhà giàn Từ Chính vừa rồi đó, thì đến khi trên con đường mà tôi khi tôi lênh đênh trên
biển Trường Sa lâu lâu nhìn thấy cái nhà giàn này, nhà giàn kia. Những người bạn của tôi, có một anh bạn của tôi, anh giáo sư ở bên Đan Mạch, anh ấy nói là Việt Nam sẽ phải tốn là rất nhiều công để bảo vệ cái thềm lục địa của mình. Ngay lúc đó anh đã nói như vậy. Ồ, Đan Mạch. Đan Mạch là một trong những quốc gia mà có cái thềm lục địa to nhất thế giới, 15 người thôi. Thì thưa anh, đó là câu chuyện là xảy ra những cái chuyện vừa rồi, chuyện cái bãi tư chính đó. Thì tất những người lên tiếng nhiều nhất trong cái nói về phương diện thế giới ấy, thì những người mà lên tiếng nhiều nhất ở trong cái chuyện này đó, là những người có cái thềm lục địa to 15 ông, Đan Mạch, Úc Đại Lợi, những người đó. Tại vì mình nằm ở trong đó. Việt Nam bây giờ đây, tôi nhìn thấy họ, Việt Nam mình rất là độc lập về tư tưởng và hành động để khi khai thác dầu. Việt Nam mình chỉ mới buôn bán với nước quốc gia ở ngoài, nó chỉ được mấy chục, hai ba chục năm nay thôi, mình không có cái kinh nghiệm. Nhưng mà mình thấy người Việt Nam mình làm việc thì càng giỏi. Việt Nam ở đây, ở Đông Nam Á, mình bây giờ sẽ là một cái nguồn, người mình là người Việt Nam sẽ là những broker rất là tốt để phân chia về nguyên liệu, tài sản và hòa bình. Xảy ra các chuyện như Giàn Phúc Nguyên, người Trung Hoa, người Trung Quốc họ làm khó Việt Nam. Rồi ngay đến bây giờ, tôi thì bao giờ tôi cũng nghĩ Việt Nam rất là tốt trong cách cư xử. Tôi rất là mừng là Việt Nam hiện tại bây giờ đang đối diện, đang có một cái tương lai rất là dàn trải, rất là sáng rực. Thì câu chuyện nóng bỏng nhất của Việt Nam gần đây là chuyện bãi tư chính. Thì đấy, trên Biển Đông, tôi đã nhìn thấy những cái lời đối thoại rất là thú vị. Có người nói với tôi là, ông ạ, dầu toàn là của Việt, mấy cái hãng dầu đó là toàn là của Việt Nam không đấy. Rồi có ai nói với tôi nữa là, quay vậy chứ còn ông Trung Quốc cũng chưa có được một giọt nào ở trong này. Thì mình hiểu là thì là cái cách cư xử của người Việt Nam lúc đó. Thì thưa anh, trước khi mà tôi được về Việt Nam đi Trường Sa thì tự nhiên là không hiểu là ai bày ra cái câu chuyện là bán biển bán đảo, mình không có cái gì cả. Đại khái như vậy, ở ngoài Phố Bô Sa của mình đây nè, bán biển bán đảo không còn cái gì cả. Thì cũng được cái may mình về đó, mình nhìn thấy là thật sự những cái tin tức của mình ở ngoài này đó họ có đó chứ. Nhưng mà vì một lý do này hay lý do khác, không có ai nói gì cả, không có ai nói rằng, và đến bây giờ họ vẫn còn bán biển bán đảo. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ may cũng cái dịp tư chính này, có cái bãi tư chính này, người Việt Nam mình ở ngoài này, người 2 triệu người mình, một số lượng rất là đông. Hiểu thêm một tí là những người của mình ở bên này á, không có góp được một tí xíu gì về trong công việc xây dựng về cái diện tích của Việt Nam và bảo vệ nó. Tôi nói cái chuyện cái thềm lục địa, chúng mình ở ngoài này không có, đã có ai dùng góp được một sự góp nhặt dù nhỏ bé thế nào cho Việt Nam khi họ tranh đấu giành lại cái mảnh đất cho Việt Nam, cái thềm lục địa đó. Không có ai cả, mình còn phá nữa. Thì với tôi, tôi nghĩ mình, người Việt Nam mình ngoài này, đây là cái dịp may để người mình, người Việt Nam mình quay lại tự kiểm lại. Tôi ôm được miếng đất này, tôi hiểu cái đất đai nó giá trị như thế nào. Những cái chuyện mà lục đục ở cái thềm tư chính, ở cái bãi tư chính, với tôi nghĩ chuyện nó xảy ra mỗi không quan trọng, tại vì tôi hiểu là nhà nước Việt Nam có đã cư xử với người Trung Quốc rất là hay từ bao nhiêu năm nay chứ không phải đến bây giờ. Và những cái điều gì mình nhìn thấy bây giờ rất là Việt Nam. Họ, người Việt Nam mình có một cái điều rất là hay là họ giữ cái gì thì họ giữ rất là hay. Cái
cái khả năng, cái thiên tính của trời cho. Họ gìn giữ những cái gì họ có rất là hay, họ bảo vệ rất là kỹ lưỡng. Tại vì vậy thành thử ra mình, cái đường biên giới của Việt Nam với dài 2.000 km giữa Việt Nam với Trung Quốc là đã coi như là ổn định từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, cái đường biên giới đó. Tại vì tại người Việt Nam mình rất là quý trọng đất đai của mộ ông bà, của gia đình mình. Mà cái niềm thương yêu kính trọng đất đai đó thì nó rất là đặc biệt. Mình có phải ở đất Mỹ này mình nhìn những sắc dân khác họ suy nghĩ thì mình mới hiểu là cái người Việt Nam là một giống dân rất là đặc biệt. Rồi đến bây giờ tất cả mọi chuyện dàn trải, người Việt Nam mình á, bây giờ có tiền, có của này là phải giữ, phải lo bảo vệ, phải lo phân xử. Chỗ nào có tiền bạc, có tranh luận, tự nhiên có tranh chấp. Đấy, dầu hỏa đó nằm ở ngay cạnh tỉnh Bà Rịa đó, khui lên. Người Việt Nam mình, tôi nghĩ là cái thềm lục địa đó là cái túi dầu ở bãi Tư Chính, là ai muốn khai thác cái gì thì khai thác. Nhưng mà tại vì cái đất đó là cái đất của người Việt Nam, chứ không phải là như những người khác nói rằng là cái đất này là cái đất mà nó đang tranh cãi với những người Trung Quốc như ở bên đây. Không phải vậy. Người Trung Quốc họ muốn vô khai thác thì làm việc, nhưng mà cái đất đó, cái dầu đó, cái tài sản khoáng sản đó là của người Việt Nam. Nó không có dính líu gì với cái đường lưỡi bò của Trung Quốc cả. Thì tôi hy vọng người Việt Nam của mình ngoài này, một số lượng rất đông, càng ngày càng hiểu hơn một tí về cái tương lai của người Việt Nam, những cái thành quả của người Việt Nam ở Việt Nam xây dựng, chứ không phải tụi mình ngoài này. Mình ngoài này mình không có giúp được cái gì cả. Thưa anh, khi mà khảo sát về cái thềm lục địa của Việt Nam từ năm 1982, Việt Nam đã phải tốn rất nhiều cố gắng để làm được cái việc đó. Việt Nam thì nghèo, khảo sát địa chất không có, mình phải mướn những công ty khác ở ngoài họ vô họ làm cho mình. Thái Lan không có thềm lục địa, Phi Luật Tân không có thềm lục địa, Campuchia không có thềm lục địa, Malaysia không có thềm lục địa, trong đó chỉ có Việt Nam có thềm lục địa. Cái sự cố gắng của người Việt Nam và mình ở ngoài này, những người Việt kiều ở ngoài này không có góp gì được cả, mà bây giờ tự nhiên mở mắt dậy lại có cái phần đó. Tôi nghĩ mình phải rất là cảm ơn nhà nước Việt Nam, người dân Việt Nam đã đổ xương đổ máu để xây dựng ra, để mình nhìn vào đó mình hãnh diện ra, mình nói đất đai mồ mả ngày xưa chẳng những nó như vậy mà bây giờ nó còn hơn như vậy nữa, rộng rãi hơn như vậy. Đất thềm lục địa là đất của Việt Nam. Tôi càng nghĩ về cái những sự sở hữu đất đai tài sản của Việt Nam, tôi càng thích thú. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không? Hỡi em, vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được, vì anh thương em
mưa non dại vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần